Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tái chế từ vỏ ngao của mình. Thì hôm nay và tập tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chú Angry Bird từ vỏ ngao các bạn nhé. Thì đây là một chú Angry Bird làm từ vỏ ngao mà mình vừa hoàn thành xong. Các bạn có thể quan sát rất là đẹp và dễ thương phải không ạ? Đó, thì để làm một chú Angry Bird này như thế nào thì ngay dưới video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì để làm được một nhân vật Angry Bird từ vỏ ngao thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau, không thể thiếu được rồi, đó là vỏ ngao các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình 1-2 chiếc vỏ ngao như thế này, đi trên màn hình các bạn có thể thấy. Tiếp theo đó thì các bạn chuẩn bị cho mình thêm một chiếc bút chì, một cây kéo, một cây súng bắn cơm nến, một tờ giấy màu trắng và một hộp màu các bạn nhé. Đó, thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cắt dán làm sao để có thể hoàn thành được một chú Angry Bird thật đẹp làm từ vỏ ngao của chúng ta các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên này trên thực tế ra đầu tiên các bạn dùng một chiếc bút lông đỏ cho mình nhé. Đây, chúng ta dùng bút chì trước đi, dùng bút chì trước này. Sẽ vẽ phần mỏ trước rồi mình mới tô màu các bạn nhé. Mình sẽ vẽ xong hình rồi mình mới tô màu nhé. Đây. Đó, này, chúng ta sẽ vẽ phần mỏ như vậy này. Đây nữa các bạn nhé. Đây mình mới vẽ bằng bút chì cho nên là nó khá khó nhìn. Lát nữa mình sẽ vẽ lại bút lông thì các bạn dễ nhìn hơn các bạn nhé. Đó, đây sẽ vẽ phần mắt này. Đó, đây mình sẽ cho cái vẽ xong thì mình sẽ tẩy qua chúng đi nhé. Để quan sát hơn nhé. Đây. Đầu tiên với phần mỏ này. Đó, sẽ vẽ phần mỏ như vậy cho mình nhé. Đó. Chúng ta sẽ vẽ phần mắt này. Chấm hai phần mắt như vậy cho mình nhé. Đây là phần lông mày này. Những bạn nào đã biết về nhân vật Angry Bird thì các bạn có thể rất dễ dàng để nhận ra các bạn nhé. Bạn thấy chưa? Đây, sau khi chúng ta đã vẽ như thế này, bây giờ chúng ta sẽ dùng bút màu đúng không các bạn nhé. Đây, theo đường kẻ này đây các bạn sẽ tô lên cho mình. Đây, lần lượt như vậy các bạn tô cho mình nhé. Đây, phần này thì các bạn sẽ không tô này. Đó. Những phần này thì các bạn sẽ lần lượt các bạn tô đốt màu đỏ cho mình nhé.
Đó, để xem sau khi đã tô được phần thân xong thì bây giờ mình sẽ đi tô phần mỏ các bạn nhé. Này, không tô này đi, tô phần mỏ cho dễ nhìn các bạn nhé. Mắt nữa các bạn nhé. Đó, thấy chưa? Đơn giản thôi nha các bạn nhé. Này ở phần dưới này mình sẽ dùng màu xám nhé, hay một phần mà hơi hồng một chút này. Mình xem phần màu nào mà nó đây. Đấy, dùng một phần màu kem này. Đó, tô đây. Đó, thấy chưa? Đây. Sau khi mình tô xong là như vậy, đây mình sẽ phần màu của mình nhất đây, và mình sẽ hoàn thiện nốt phần lông trên này, phần lông trên đầu của chú Angry Bird các bạn nhé. Đây, nó sẽ vẽ như vậy cho mình này. Trên đầu các bạn nhé. Đấy, đĩa to ra một chút cũng được. Đấy, đây, đây sẽ là phần đuôi này. Mình sẽ vẽ luôn phần đuôi các bạn nhé. Đấy, như bạn nào biết về nhân vật Angry Bird thì không, thì các bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra phần đuôi của chúng Angry Bird nhé. Đấy, sau khi chúng ta vẽ như thế này, để các bạn dùng kéo này. Sẽ cắt cho mình nhé. Đây. Trước khi cắt thì mình sẽ tô màu luôn cho phần đuôi này nhé các bạn. Cho phần đầu tiên là phần lông đầu này. Đây. Cắt đi như vậy cho mình. Đây. Sau đó ở đây nhé, các bạn sẽ nhìn vào phần này. Đó, đây. Sau khi chúng ta đã dấn và chúng ta đã biết được vị trí, dùng keo nến nhé. Đây. Sẽ bôi lên, các bạn sẽ dính phần. Chúng ta vừa chuẩn bị lên này, đó, đây các bạn có xem. Tiếp tục cái phần đen này cũng vậy các bạn nhé. Đây, phần đuôi mình sẽ tô đen các bạn nhé. Đó, đây. Sau đây các bạn sẽ cắt cho mình. Kết bé này thì các bạn sẽ cắt là ra để cho thật khéo, không ảnh hưởng đến phần hình của mình các bạn nhé. Đó, đây. Đó, sẽ cắt thật khéo này cho mình. Đuôi. Đó. Đây, các bạn sẽ dán vào đây các bạn nhé.
thấy chưa? Đây. Một thằng rebus của mình. Thằng từ vỏ ngang, thằng hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ lại bỏ những phần này đi này. Đây mình sẽ dán phần cho nó bớt một chiếc vỏ ngang khác các bạn nhé. Đây. Mình sẽ bôi keo nến lên. Đó. Xong rồi các bạn chỉ việc dán lại thôi. Đây, các bạn sẽ đợi cho cái nến của chúng ta nó khô. Đó. Trong thời gian đợi cái nến nó khô thì mình sẽ đi dẹp dẹp phần màu của mình lại các bạn nhé. Đó. Đây. Đây, các bạn xem thành quả này. Đây, như vậy. Các bạn sẽ quan sát này. Như vậy, đồng chú ăn rebirth làm từ vỏ ngao của mình cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Đó. Rất là đẹp và đơn giản phải không ạ? Đó, các bạn có thể tham khảo theo cái làm của mình các bạn nhé. Như vậy là một chú Angribus làm từ vỏ ngao của mình cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Rất là đẹp phải không ạ? Đó, thì trong quá trình làm mình đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể tỉ mỉ chi tiết cách chúng ta cắt dán làm sao để có thể hoàn thành được một chú Angribus thật đẹp. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video đều đặn để hướng dẫn cho các bạn cách sáng tạo những sản phẩm khác nhau từ vỏ ngao các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.